Còn ngược lại cô chấp lại á thì nó cũng trả lại cho cái người chấp đó. Vậy về công nhận tôi sẽ tông lên có phải là siêu lợi nhuận không? Nói vậy phải là buôn bán, nói vậy để cho vị, tôi nói thí dụ để cho vị lường được cái nó rõ ràng. Tại vì nhiều khi mình tù tưởng quá, mình không có hình dung được á, cái mà không hình dung được cái gì tôi khó lắm. Cũng như tôi có cái hiểu gì về môn toán này vậy, dù một cái định lý mà cao cấp tới đâu, khó tới đâu, tôi chỉ cần định tâm một lúc là tôi hình dung được, gọi là hình dung được là tôi hiểu được cái thần đó. Mà hiểu được cái thần đó là bài tập nào tôi cũng giải được. Còn mình không hiểu được mình là không làm, không có làm được. Nói theo luận văn là mình không hiểu được cái nội dung của nó, mình không có hiểu dung á thì mình sẽ bị lạc đề liền. Còn mình hiểu rồi đó là kiểu gì nữa mình cũng làm chính xác, không có chậm. Như vậy thì quý vị công nhận rằng là trong cõi này tu một đời bằng cõi khác, tức là cõi khác đó, tại vì cõi khác ta không có ác đạo gì, cho nên muốn làm hạnh bố thí, muốn hạnh mùa hạnh lục độ không có việc. Còn cõi này tha hồ, tại vì cõi ta ba thì không biết bao nhiêu tỷ chúng sanh đang đau khổ nè, tức là cái việc mang cho mình đó là thực hiện lục độ và bản hạnh, phải không? Cho nên thí dụ bây giờ như thấy hòa thượng Thiên Hóa không đó, ngài nhờ ngài tu cõi này, bây giờ ngài mở tạo một cánh thành đó độ biết bao nhiêu chúng sanh, đó là điển hình đó, rồi điển hình là mọi thứ từ của chúng tôi đó. Và thượng giảng một nơi thôi nhưng mà băng địa đi khắp thế giới, có phải là lợi ích cho bao nhiêu chúng sanh luôn. Như vậy thì nếu mà nói về so sánh công đức thì phải như là hòa thượng Thiên Hóa hư vân mà là hòa thượng Quảng Nhân Từ, so với các cõi khác thì đúng như kinh nói là phải hơn 100.000 kiếp chứ, phải không? Tại vì lấy thí dụ đi, bây giờ tôi ở đây tôi ăn uống đầy đủ nè, bởi vì cho tôi bánh bông lan ngon cao cấp gì đó, tôi nhìn cũng phú quý tại bụng của nó rồi, dù mang gì đưa con vô tôi cũng, nhưng mà giả sử tôi là cái sao bạc đi nha, đang đổi đợt khác đó, trời ơi cái gì cho tôi kiếm miếng trái thôi, như là một ly nước thôi, trời ơi tôi cảm ơn cái gì suốt đời luôn. Nó vậy đó, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cũng như ông bạn tôi vậy đó, ông chạy gần 6 tháng ông đó, ai mà cho ông cơm trắng thôi nha, ông làm nô lệ luôn suốt đời, khi mà ta khổ vậy đó. Tôi thấy cơm trắng mình đấy, đâu ăn thì mình ăn không hết thì tôi chim ăn. Vậy mà khi mà ta đói quá, chỉ cần cho ta vài chén cơm trắng thôi, người ta nói ta sẵn sàng làm nô lệ mình suốt đời luôn. Đó là bản tôi la lâm về tình trạng đó. Thì cũng vậy, thì cõi này chúng sanh đang khao khát, đang đói khát, mà quý vị làm Phật sự, quý vị giúp đỡ rồi pháp thí tài thí thì thôi tuyệt vời, cho nên công đức nó phải lớn. Như vậy thì mình hiểu như vậy thì mình lại cảm ơn cuộc đời chứ, mình hiểu chứ chứ tại sao mình lại chấp cuộc đời. Có nhiều người á giao cuộc đời này quá hay, họ tuyệt diệu, nhưng mà cái nhìn họ nó lệch, họ trở thành đau khổ, trở thành tội phạm, nó cũng cái chuyện rất là tiếc. Trong khi họ chỉ cần những cái nhìn thôi, cuộc đời họ sáng lạng. Nói theo kinh này đó là chỉ họ chỉ biết cách làm cái thôi, họ sẽ là bằng cõi khác cả 100.000 kiếp, phải không? Mà nếu ai đó, nói thật sự quý vị, tôi là thật là nghèo, ở Việt Nam tôi rất là nghèo, nhưng mà thật sự tôi làm nhiều lắm à, nhiều kinh băng đĩa rồi hình đó, riêng cái hình mà Phật thờ Phật Ngọc á, Phật Ngọc Bà Bình á, là tôi á là tiến hành lên tới 31.000 tấm đó. 31.000 tấm khổ 25 đâu Phật Ngọc á. Mà cái hình của tôi nó chụp ở bên Thái Lan, của cô Tâm Hiền, cổ được người nào chụp bên Thái Lan á, chụp rất đẹp. Cái hình của tôi đẹp hơn chuồng bằng tháp luôn. Cái tôi thấy quá đẹp đó, tôi mới là đến cái tiệm mắt vàng đó, nó photoshop lại. Rồi bắt đầu in ra 31.000 tấm. Cho là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, cũng là cho từ Nam chí Bắc đã đều hết, mà tôi cho mà ép hết tiết luôn á. Cái khó là thường thường ta cho trong giấy đó mà, tại vì tôi ngồi tôi nghĩ là mình cho giấy, dân Sài Gòn, dân Hà Nội còn có chỗ ép hết tiết, còn có khu, còn dân tộc thiểu số ở Tung lấy tu lấy gì mà có ép hết tiết, ta cho thôi ráng được thì ráng luôn. Đó tôi cố gắng nhờ cái khánh thành thể là cái nhóm từ thiện Thiện Tâm ở Sài Gòn đó,
bỏ ra tới hơn 10 người ép. Ép liên tục 10 người ép từ sáng cho tới 2 giờ đêm. Ép 2 ngày như vậy tôi đem lên tôi 4.000 tấn. Tại vì lúc đó 4.000 người bia chứ mà. Cái gì đó 4 ngày rồi tôi cái tô mà cái tô gì mà cái hạnh mãn đó là đứng đầu ở cái nhóm ở Tung Tung đó. Tôi tặng tổ đi, tôi phát cho dân tộc Gia Lai mà họ nguyên 4.000 tấn. Không những vậy tôi sang được cái tiếp nữa, giải đều cho cô Diệu Hòa, tôi giải đều cho các nữa. Nghe không? Đó, y tôi nói là riêng cái Phật nào không còn nhiều lắm, Phật thành đạo, tôi làm nhiều việc đó. Mà trong khi tôi nghèo. Như vậy thì vấn đề là không phải là giàu nghèo đâu, cái tâm và cách làm của mình đó, nó hợp lý. Thì tự nhiên nó, cái tầm hoạt động nó rất là lớn. Phải không? Mà khoa học gọi là tri thức là sức mạnh á. Chỉ cần còn đạo Phật gọi là trí tuệ là sự nghiệp. Vậy thì vấn đề của ta là phải có tri thức, phải có trí tuệ. Thì mặc dù chúng ta nghèo mà chúng ta vẫn làm được gì đại sự. Còn ngược lại, nhiều người nói là đặt tỷ đô á. Nhưng mà tôi thấy nó sao lại có người tự tử như vậy ta, tỷ phú mà tự tử. Như vậy thì giàu, lẽ là giàu thì phải lên thiên đàng chứ. Đằng này giàu mà đi tự tử, giàu là lẽ thối lắm. Đó. Cho nên cái kinh mình hiểu á, thì mình phải thấy rằng là Đạo Phật không có đặt nặng về vấn đề mà tài phí nhiều lắm đâu. Tại sao? Tại sao? Tại vì tài phí á, nó chỉ tạm giúp người ta bớt cơn khổ một phần nào thôi. Còn cái pháp thí á, nó mới thật sự đưa cho ta một cái nhìn á, cái cần chuyển cái nhận thức của ta, để một là ta thay đổi. Cũng như từ ngày mà tôi đọc cái phương pháp dưỡng sinh, từ ngày tôi được đọc kinh điển của nhà Phật, cuộc đời tôi gọi là sang trang, là tôi thay đổi hẳn liền, giống như sang trang vậy. Bây giờ thì chúng ta eo hẹp, chúng ta đại khái là chúng ta có một cái nhìn như Đạo Phật gọi là nhìn bằng trí tuệ của Đạo Phật. Mình đừng nhìn cuộc đời này bi quan. Mình vào đời không phải là mình đánh lộn đi cuộc đời, không phải là đi ngân đời, mà cuộc đời nó là một sân khấu, là một cơ hội cho chúng ta thực hành những lục độ bản hạnh, thực hành tự giác giác tha giác hạnh viên mãn. Đó là con đường chúng ta phải đi. Tôi mong rằng mong rằng quý vị là có một cái nhìn tích cực như vậy, thì đừng cái chuyện mà xã hội mà như thế nào quý vị đừng có được cái đặt nặng nó, mà quý vị phải tôn trọng tam bảo. Chính tam bảo mới gọi là bảo, và chính tam bảo mới gỡ rối cho chúng ta bị vướng mắc trong vô lượng kiếp. Mà ngày hôm nay chúng ta may mắn được người vào Phật pháp, được Phật dạy biết bao nhiêu pháp môn, và chúng ta nhân cái cơ hội mà chúng ta nhận cái pháp môn đó, đừng có lãng phí, đừng có bỏ phí thời giờ, đem hết chích. Ví dụ như bây giờ mình nói là đây ta một kiếp mà giá trị bằng 100.000 kiếp của khác, thì giờ mình nói mình giờ tu dở đi, mình bận biểu nào là vợ con gì thế thiết gì đó, bận biểu làm ăn gì đó, thì thôi mình dành 1/4 đi. Thì tức là một kiếp mình là thí dụ mình sống 70 năm đó, thì mình bỏ ra 1/4 đi, tức là lấy 70 chia 4, 1/4 đi. Thì một kiếp là bằng 100.000 kiếp, thì 1/4 thì nó bằng 25.000 kiếp kia. Thì vẫn lời quá rồi. Gì hiểu ý thôi không? 1/4 thôi, không cần phải là hết 100%. Thì sau này quý vị sẽ gặp giống như là ngày một Kiều Liên Xá Lợi Phất đó, sẽ được. Không có bị cơm gạo áo tiền chỉ có chỉ lo tu với theo Đức Phật là thành chánh quả thôi. Vậy đồng ý chưa? Đồng ý rồi. Mô Phật rồi tâm thiết đây. Nguyện đem tâm đức ra này hướng về khắp tất cả Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng xin cảm ơn thầy. Trước cái máy.